ở trận đấu sắp tới với Nam Định, câu lạc bộ Hà Nội nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Vladimir Silas. Tiền đạo người Serbia đã dính chấn thương trong trận thắng 5-1 trước BKM Bình Dương và đến nay vẫn chưa hồi phục. Ở buổi tập trong ngày hôm qua, Silas đã phải ngồi ngoài do bị giãn xương bàn chân. Cầu thủ sinh năm 1993 vẫn chưa thể đi lại một cách bình thường. Đây sẽ là một tổn thất không nhỏ trên hàng công của huấn luyện viên Chun Jae-ho, bởi Silas là ngoại binh được đánh giá cao nhất của câu lạc bộ Hà Nội vào lúc này. Sau 15 trận, cầu thủ 29 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Chun Jae-ho đang có lợi thế lớn để giành chức vô địch V-League mùa này, khi đang hơn đội xếp thứ hai Bình Định 4 điểm và còn trong tay một trận chưa đá.